Với xe đào tạo Forex, xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream chia sẻ của bên trung tâm đào tạo Forex. Thì trước khi đi vào những giá trị mà chia sẻ này trên thị trường, thì đây là một tài khoản của học viên của bên trung tâm đào tạo Forex. Và người này cũng đã theo học ở tại phòng trade của tôi trong thời gian vừa qua. Và anh theo học ở tại phòng trade của tôi trong vòng 1 tháng. Anh ở ngoài miền Bắc và vào trong này để mà theo học. Và sau khi về cho đến nay thì tài khoản này được đánh từ ngày 27 tây tháng 6 và gì nhà cho đến nay, thì mọi người có thể thấy rõ toàn bộ lịch sử giao dịch của tài khoản này. Thì đây là gì nhà, khi mà anh học về với những giá trị mà tôi hướng dẫn và tôi đánh thực tế cho anh em học viên xem, thì các bạn có thể thấy rõ tài khoản chỉ có khoảng 400 mấy đô anh tổng được anh nạp vào. Đây là lịch sử giao dịch của anh nhé. Được anh nạp vào cho đến nay đã là nhà rút ra khoảng gần 1.000 đô và tài khoản vẫn còn trong tài khoản khoảng 1.000 đô ở trên thị trường. Và khi mà chúng ta ra ngoài, chúng ta giao dịch ở trên thị trường, thì chúng ta cần phải nhìn nhận vào trong những giá trị thực tế trên thị trường là người đứng ra chia sẻ họ có vận dụng, có áp dụng, có đánh được hay không thì mới có thể dạy được chúng ta trên thị trường. Đây, đã rút về nha. Và đây, tài khoản vẫn còn khoảng tầm trên 1.000 đô trên thị trường. Và tôi cũng xuất lịch sử này ra để cho các bạn xem xét và đánh giá rõ về những giá trị thực tế trên thị trường của một người có thể giao dịch được và lợi nhuận sẽ phụ thuộc vào những giá trị mà bản thân họ ở trên thị trường giao dịch Forex này họ có vận dụng, có áp dụng được hay không. Đây là gì nhỉ? Nguyễn Khánh nha. Đó, các bạn có thể thấy tài khoản là 89667. Đó, Nguyễn Khánh 89667 nha. Toàn bộ lịch sử và đã rút hết tiền ra và gì nhỉ? Đây, và cho các bạn xem rõ. Thì chúng ta khi chúng ta nhìn nhận vào trong thực tế của những giá trị ở trên thị trường, chúng ta cần phải thấy rõ được những giá trị này. Và các bạn muốn tồn tại được hay không thì bản thân các bạn cần phải hiểu rõ là người đứng ra chia sẻ họ vận dụng, họ áp dụng được, họ tạo ra lợi nhuận được, thì lúc đấy bản thân các bạn mới có thể tồn tại được ở trên cái thị trường để đầu tư Forex này. Và trong cái thời gian mà gì nhỉ, anh Khánh vào đây học thì tôi cũng chứng minh cho anh Khánh không những tài khoản lớn và cả tài khoản nhỏ chỉ có 400 đô của bản thân tôi đánh trong vòng 1 tháng rưỡi đã rút về khoảng tầm 1.1 tỷ, thì có sâu lên cho cả quá trình đấy là tổng cộng là đánh mấy tài khoản liền thì tôi đánh rút liên tục, thì các bạn có thể xem rõ kênh của tôi đó, thì đánh và đã rút đi hết ở trên thị trường về đầu tư Forex và không hề vướng bất kỳ một lệnh nào, và anh Khánh cũng vậy. Và chúng ta cần phải nhìn vào trong thực tế về những giá trị chia sẻ ở trên thị trường. Và bản thân chính các bạn là những người tham gia trải nghiệm ở trên thị trường về đầu tư, thì bản thân các bạn muốn tồn tại được, các bạn muốn thành công được ở trên thị trường về đầu tư Forex, thì bản thân các bạn cần phải hiểu rõ, cần phải đánh giá rõ, cần phải nhìn nhận rõ và cần phải thấy rõ được thực tế ở trên thị trường về đầu tư Forex này từ chính những người đứng ra chia sẻ họ có áp dụng được hay không ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Người mà không áp dụng, người mà không chứng minh, người mà không vận dụng được vào trong thực tế mà chỉ dùng trading view để phân tích như đúng rồi, để cho chiến lược, để đưa nhận định rồi gì nhỉ, tổng kết bằng Excel là ăn bao nhiêu bip thì xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những kẻ không giao dịch được ở trên thị trường về đầu tư Forex này mà thôi. Chính vì vậy mà bản thân chính các bạn cần phải đi chậm lại để hiểu rõ, cần phải đi chậm lại để nhìn nhận rõ, cần phải đánh giá rõ về các giá trị ở trên thị trường Forex này từ chính những giao dịch thực tế và toàn bộ lịch sử giao dịch. Và các bạn cũng có thể thấy rõ tôi gửi đến nhà đầu tư là những minh chứng, là những dẫn chứng cụ thể trên thị trường của bản thân tôi và các anh em học viên theo học ở trên thị trường. Và chúng ta cần phải hiểu rõ, chúng ta phải đi từ từ và từng bước một, và trong những giá trị từ từ từng bước một vậy thì người hướng dẫn các bạn đã chứng minh cho các bạn được những giá trị gì ở trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Đó mới là vấn đề để chúng ta nhìn nhận, đó mới là vấn đề để chúng ta thấy rõ, đó mới là vấn đề để chúng ta kiểm chứng bằng thực tế ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Và tôi cho nhà đầu tư xem lại một lần nữa học viên của bên trung tâm đào tạo Forex vận dụng và áp dụng vào trong thực tế như thế nào, và để làm sao họ có thể giao dịch, họ có thể vận dụng được, thì các bạn cần phải nhìn vào trong thực tế là người đó có được chính thầy của bản thân mình áp dụng vào trong thực tế từ chính những tài khoản của bản thân họ để vận dụng cho học viên hiểu, học viên đánh giá, học viên kiểm chứng và học viên thấy rõ về những giá trị thực tế của những giao dịch trên những kiến thức, trên những phương pháp,
trên những kinh nghiệm mà người thầy đã dẫn chứng vào trong thực tế cho các bạn kiểm chứng hay chưa. Và đây là học viên của bên trung tâm đào tạo Forest của bản thân tôi, cho sau một tháng khi đồng hành với các bản thân tôi, và anh đã chứng minh bằng thực tế. Xin chân thành cảm ơn anh Khánh và chúc anh Khánh giao dịch thành công ở trên thị trường. Và tôi cũng chia sẻ hẳn thì đây cũng là những giá trị chia sẻ từ anh Khánh khi mà gì nhỉ, trong đợt vừa qua là gì nhỉ, anh Khánh học xong của bên trung tâm đào tạo của bản thân tôi, và anh có dành ra một số những chia sẻ của bản thân mình để gửi đến cho bản thân các bạn khi tham gia trải nghiệm ở trên thị trường và nhìn nhận vào trong thị trường thực tế. Và tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang gửi đến nhà đầu tư sẽ hỗ trợ cho nhà đầu tư. Đây là của anh Khánh nha. Đây là anh, một tháng anh Khánh theo học tại phòng chơi của anh đó, thì đây có đầy đủ hết nha. Và tôi xin chân thành cảm ơn anh Khánh và chúc anh Khánh giao dịch thành công trên thị trường. Và xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư đã theo dõi và đồng hành bên trung tâm đào tạo Forex của bản thân tôi.